tô này tô kia hay là hoặc gì tôi không có nấu gì hết trơn nha. Dạ. Tôi không có ý kiến, cái đó tự tận ăn thua. Nếu tô đó làm phải thì làm phải, còn làm phải thì cái đó tô đó cũng gắn chuyện với tôi, không có xin được hay là gì, phải không? Bởi vì tôi là cha sản xuất, tôi không có biết cái gì hết trơn. Thấy lên đó rồi tôi thăm cháu tôi là tôi mừng dữ lắm, ngay mình biết là như vậy con cái của mình như vậy thì tôi mừng. Tôi về đây rồi có hồi nãy nọ thì mình không biết được, cho đó tôi không biết. Dạ. Nghe nói thì mình chấp nhận như vậy thôi, chứ không có bao giờ tôi nói cô đó là như thế nào, không không bao giờ tôi nói đâu. Tôi không bao giờ tự nhiên mà tôi ngậm máu phun người do miệng mình, tôi xin thề bất cứ chuyện gì của ai để ai à, tôi không có chía vô rồi. Bởi vì ở đâu nó cũng có tánh quyền đó, phải không? Nó mình rất bình thường, nó như vậy đó. Bởi vì khi người nào làm bậy thì gán chịu, mà phải chừng trị đặng cho bỏ cái tật đó, bỏ tật cư trú. Nếu con mình hay là hoạt động mình bất cứ dòng họ đi, đó là sự thật gì? Chỉ mình cái nằm trong dòng họ là gia tiểu gì là thâm có, thương yêu lại thăm được cái chuyện nó có, chứ không bao giờ tôi dám nói cái gì tầm bậy đâu. Đó là tôi hết ý kiến của tôi, nói nó là hợp đồng đúng không? Để ông bác lỗi là do Trọng Súng với lại do sếp của Trọng Súng, mình không có xử được, bởi vì tôi đâu phải chỉ mình nghe nói ra ngoài, chứ mình không có biết luận luận bàn gì, không biết, bởi mình đâu có cái thực tế, mình không biết thật mà. Để sau những cái vụ việc mà từ công ty này rồi nghỉ, rồi từ ở bên chỗ này nghỉ rồi chỗ kia, rồi ông bác có đúc kết việc gì rằng Trọng Súng không? Nói con ráng làm để nuôi con nha, đừng có này kia nọ, nói chung là mẫu tử. Bởi vì trên này nó không phải như dưới quê, con cũng phải ráng. Tuy nhiên mình đôn đốc cho con mình nó làm có tiền có bạc để nuôi cháu mình thôi. Dạ. Chứ đừng có lớp thấp nhảy qua nhảy lợi cái này, cũng như truyền qua truyền lợi hay bị té ùm dưới sông đó, thì thật vậy chứ mình không có phiên gì hết, bởi vì mình bản thân mình chưa sống hiện tại như gì tôi chưa sống. Nhưng giờ con hỏi thì con bác nào hồi nhỏ giờ Trọng sống và lớn lên ông bác có dạy dỗ nó định hướng nó gì không, mà sao mà cái tính cách của nó không có chững chạc, nó lông bông quá vậy? 34 tuổi rồi. Mình biết rồi, nó còn nhỏ luôn, nó cái tánh nó hay lấp thật kìa. Đúng vậy. Thật thật. Giả tỷ bây giờ mày nói cái câu chuyện đó mà chưa hết nữa, bắt đầu nó muốn đi rồi, nó đi rồi. Nó thật vậy đó. Hình như tính nó cũng khá vô tư giống ông bác á. Đúng không bác? Người ta gọi là tính là nghĩ thoáng á, không có lo âu muộn phiền. Mình ghét nữa nó cũng như vừa lai mẹ mà vừa lai cha, vậy là chắc ăn hơn, chứ không lẽ lai ai tôi chém người đó chết. La ông hàng số không ơi. Ngày hôm nay ông bác lấy hơn 100 kg mà bán mới có được 22 kg à. 110 kg. Còn cỡ 20 mấy. Đó là ngày mai khỏi mua nữa hả? Chắc mai đã mua quá. Mình bán tới ngày mai thôi. Biết đâu tối nay có một ông mục nào xuất hiện mua hết. Rồi đi phát từ thiện luôn. Tôi thật thì muốn đồng ý với số tiền, tôi không phải là câu lớn, dầu nhỏ thật, chứ tôi câu bây giờ câu rất lớn. Bởi vì chân ướt chân ráo như thế này, tôi chưa biết là hết. Ở hết 7 tháng này là tôi không tạo được một số vốn để nhiều khi buôn bán này không được, tôi phải ngã qua chuyện khác, phải không? Bây giờ bán trái cây không được thì bây giờ mà vi số ông bác không chịu bán vé số vì ông bác biết đường, có bán rồi cũng được thôi. Đúng rồi, hồi xưa ông bác có nói rồi, tôi đi bán rồi tôi cũng hơi nản tí rồi, tôi cứ thề trong lòng nhưng mà mình không có thề ra dứt khoát được. Ý là đôi khi ông bác cũng nạn hả? Nạt là ông nhầm thằng nó giận con giận vợ rồi nó mình vô mình mời cái nó làm mình tăng vậy quê luôn à.
Mình cũng nạt lại sợ gì, tò te mà. Không. Khách hàng là thực tế mà ông bác ha. Đâu có nạt khách được vậy. Nạt thằng con trai được chứ. Nên như cái nỗi buồn đó, nó đi sâu vào trong tim mình. Như ông kê cũng vậy, bạn nhậu của tôi đó. Ông tôi bán 50 vé. Có 50 vé à. Bán cái chiều đâu được 7-8 vé. Không, con nói người ta bán số ngày bán 150-200 tờ là bình thường á. Ở đó đó. Tại không có gian bán không? Thôi. Có mối mang mà mấy giờ người ta nó biết nó bán là nó lia lịa, còn không biết đi dơ dơ là không bán được. Rồi chạy đi trả. Chạy đi trả, ok. Rồi nói thôi thôi được rồi. Ở nhà nhậu sướng hơn rồi. Nhà tiện đâu mà nhậu. Mà bữa giờ mà ông bác thấy bán cũng được đó. Không có bữa nào bán ít đâu. Cũng có lời đó. Không, như mình buôn bán gì được nè. Có... bữa giờ chất độ được 2 chỉ vàng à. Bởi vì mình như bây giờ tôi nói đơn giản đây nè. Từ sáng nè, cà phê bán với mua này cái nọ là nội bên mấy đứa cháu thôi là mấy chục ngàn rồi, 50-60. Cháu có cha nó lo chứ ông lo làm gì? Không, tại nó đánh mình vậy rồi chiều tôi nhiều khi tôi cũng mua gì cho nó nữa kìa. Cái đó nói thật á, rồi tôi cà phê rồi sáng mình ăn nữa, rồi chiều nữa. Thì bây giờ mình già rồi buôn bán đâu phải ngày nào cũng như ngày nào đâu. Cái bụng để dành tiền. Lãng nhất. Có hồi nó thèm, có hồi nó đói. Ừ. Có lúc mà có ăn cũng được, kỳ lắm. Ý ông bác là làm bao nhiêu là lo cho con cháu hết đó. Thấy gì cái nấu nồi cháo lên. Rồi bỏ đồ rồi vô cho đã rồi cái để đó cho nó thiêu rồi đổ. Lãng gì đó. Đói mà không ăn được. Dơ hấp miếng một rồi thôi bắt đầu gì vậy cũng nhiều cái lớn tuổi không có lãng nhách vậy giống cái gì đâu bà hồi cũng ăn giống thịt như người cùng có hồi ăn ngon lắm ăn bị đói mà ăn được lắm cũng như cái bữa cơm chay vậy tôi đẩy cái ngon thì sao đâu á vậy đó mua rồi còn bỏ nữa chị đi rồi miếng mình mua ăn không được mình biết vậy mình cho cháu mình ăn vừa con cháu sáng về gần tôi ăn 20 sáng đó là 20 bánh nước đó. Tôi mua thêm 30 rồi tôi bưng về rồi cho tôi kêu là cắt nhuyễn cho con nít đó nghe là mua thêm 30 ngàn cho mấy đứa nhỏ con trọng nữa hả? Dạo này làm ăn được chơi sọp quá ha. Chơi sọp lắm hả? Chơi sọp bây giờ xài 50 thôi. Rồi bữa nào mà bán buôn không được, không có tiền mới thấy cảnh con nó có lo mình không á. Nói trước rồi làm có tiền thủ đi á. Chứ thấy có tiền cứ chi quá trời chi à. Tôi có bị mình biết con cháu ba bốn đứa ăn cao lắm chứ. Hết tiền hết rồi. Ta nói có mua những đứa mẹ nó có nhiều khi là tiền người tặng đi đâu rồi thấy cháu mình cũng nhiều để ở đâu cũng có cơ bản là nếu như bán mà ngày nào cũng được như mấy ngày hôm nay là ok là 50 kg 100 kg là trời, ngon lành rồi chiều, nếu cứu có chừng 30-40 nữa mình cũng giữ đặng mơi mình nhất là như thế này nè nó nhiều như thế này nè tôi đẩy ra đẩy vô chết tôi đó chứ không phải chơi đâu bởi vì tôi vinh cái xe này nè rồi chất xuống chất lên rồi đem vô nó phải 2 lần rồi đẩy cái xe này nữa rồi hơi sớm một chút dạ. Là mình đi từ thiện nữa